Đây mọi người, đây là tô phở. Đó mọi người thấy không? Đó, nhìn nè. Ok. Yes. Có bò viên nè. Cái này là gân nè, nạm nè. Gân nè. Hi, xin chào mọi người. Và hôm nay thì hai chồng mình đang đi Xin chào yes. Đang đi tới nhà hàng của MC Việt Thảo lần nữa mọi người. Thì bây giờ mình đang có mặt ở nhà hàng MC Việt Thảo. Mình đã lấy xe 3 tiếng đồng hồ để đến đây. Mình ở Austin, ở ngoài Austin đó. Nên là đi tới đây là tới hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Nên là xin mời mọi người cùng vào bên trong ăn phở với mình nha. Vào bên trong nhà hàng MC Việt Thảo để ăn phở với mình nha. Và bây giờ thì mình ở đây lúc này là 12 giờ rưỡi, khoảng 1 giờ rồi. Nên là rất là đông mọi người. Giờ này là giờ ăn trưa hay gì mà rất là đông, không có chỗ đậu xe luôn. Nên là mình phải đậu xe tút ở dưới bên kia lận. Đây là menu. Đó, phở này phở đặc biệt 1 pound bò là 30 đô. Còn là 18, 15, 13. Quá trời, 13, đa số là 13 đô. Let's see, I don't know. Do you want to advertise? Oh, no. Appetizer? Yeah. Yeah. Do you want? Mm. Yeah, let's see. Mm. Let's see, appetizer. Oh yeah, rice. Cơm tấm đặc biệt. Yeah. Anh Thảo rất là nhiệt tình luôn, chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình luôn. Tại vì mọi người ở đây ai cũng đều yêu mến anh Thảo nên là cũng ai cũng muốn chụp hình hết. Ai cũng muốn chụp hình anh Thảo. Đó. Yes. They love him. They love him a lot. He go every play, every table. Honey, he come in. Oh, hi, hello. Nice to meet you again. Giỏi quá. Yeah. Yeah. Hold on, hold on. Yeah, that's good. Thank you. Oh, yeah. Oh, much better, much better. Okay. Hey, baby, yeah. How do I make it? Yeah, I am, but how do I make a picture? I can't. You look good. You look fine. It's video, right? Yeah. Okay, that's it, huh? Thank you. Thank you. Đây, món này là món khai vị, là ba cuốn chả giò. Chả giò này là chính tay anh Thảo quấn đây. Rất là ngon. Lần trước mình ăn rồi. Và lần này mình cũng sẽ ăn lại một lần nữa. Tại vì rất là ngon. Và đây là một tô phở nè mọi người. Đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Yeah, you can try. Oh my god. So much better than the other day. Yes, oh you should god. Say that. Don't say any reference. Oh my god. That good? Yes. It has taste. It has some fat in it. It's just delicious. The other thing was like dishwashers. Oh. This is rich. Yeah, because rich. The quality. Because they soak the bones for like 5 days and they use a lot of bones. Oh, you taste it. Oh my god. Yeah. I'm gonna have a piece. Yes. Oh, look at that. That they call like Thai. Best beef I've had. Better than even Vietnam because this beef is more tender, much more tender. Yeah, because beef in America is much better than Vietnam. Oh my God, this is the best. Don't ever let me get that in Austin again. Never. We won't. Let's try it. Yeah, that's good. Pickle good? Oh, your food, come in. Wow. Oh, looks so good, honey.
Đây là bún thịt nướng này mọi người. Yes. Hold on. Đây là bún thịt nướng đây, để cho mọi người xem. Đây là tô này là 12 đồng nè. $12 for this bowl. Yes. Mọi người thấy nè, cái tô này rất là bự luôn nha. Nè. Cái tô rất là bự luôn nha. Đó. 12 đồng bún thịt nướng. Mình ăn 14 đồng ở bên Austin, 14.75 mà không biết bằng chút xíu à. Dạ. Yeah. Yes, that fish sauce. No, not total fish sauce. It's also fish sauce. Other sauce. Yeah. Okay. Let me see. Mix it up. I am mixing it up. Better than last, huh? Mm-hmm. How April? Yeah, show me. So the people are April. Có tôm nè. Không phải mồm. Not thick, very thin outside. Crunchy. Yeah. Inside, very tasty. Oh my God, best egg roll I've had in America. Wow. Wonderful. Good. Đây mọi người, đây là tô phở. Đó, mọi người thấy không? Đó, nhìn nè. Okay, everything good? Yes. Có bò viên nè. Rồi cái này là gân nè, nạm nè, gân nè. Wow, nhìn ngon chưa? Nói chung là rất là đặc biệt luôn. Không thể tin nổi đặc biệt luôn. Honey. Cái này có lòng bò nữa mọi người. Gân nè, để mình thử nha. I can't believe you maybe eat that bad pho the other day. Okay, that's good. Stop. Để mình thử cái nước. Oh my God. Cái nước nó ngọt mà nó ngọt ngọt hầm xương đó mọi người. Chứ không phải là ngọt của bọc ngọt. Rất là ngon luôn. Này có bò viên, để ăn thử bò viên coi nè. Very good. Do you want meatball? Do you want meatball? Later. Đây á. Yeah. How about the pickle? Good, of course. Wow, it's so crunchy, giòn lắm mọi người. Nè, đây là nước, đây là cái tương ngọt nè. Giòn, tôm rất là tươi. It has a really thin crust. Really good. Yeah. Really good. Really tasty. And there's good meat inside and good fish. Yeah. Có khoai môn nữa, nó bùi lắm. Này là chả giò đặc biệt của anh Thảo Quấn rồi. Đúng. And rich, wonderful job. Oh, best ever I've had probably any place, even in Vietnam. Because here the beef is of higher quality, but really nice. You do such a good job. This place should be full all the time. Hôm nay rất là đông luôn. Bữa nay đông quá. Dạ, không có xe em chạy tuốt kia đậu luôn á. Dạ. Làm em hai bánh mì đem về luôn nha. Dạ. Cảm ơn anh Thảo nha. Wow. Okay.
I want to eat some beef too. Yeah, yeah, you look. Yeah, like cricket. And it is like tendon? Tendon, yeah. Okay, let me try. Let me try first. Yeah. Oh, you said you want to order bánh mì. Bánh mì, thank you. Bánh mì, the hell with you. What? Whatever we got last time. Bánh mì thịt nướng. Bánh heo nướng. Đây đủ hả? Đây đủ. To go. You told him to go? Huh? To go? Take away? Ngon ngon lắm mọi người ơi. Nước nó ngọt thế nào á. Wow, wow. The liquid, the fries so juicy. Yeah, I want to eat some too. Yeah. Here, you make video. Yeah, the professional restaurant, they give you the pole like that. Yeah, that they know about the customer want. No, that's what I'm saying. Too many places, they got Americans on there, don't know it. So they get lazy and don't do it. It's just cheaper. That's the point. Not cheaper. The same price. Cheaper. You don't have to wash it. You do a sauce. Cheaper. Đây là cái tổ ong. Tổ ong mà tổ ong bò đây mà. Cái nước một trời một vực chứ cái hàng phở mình ăn luôn. Nhà hàng phở có hàng phở hóa sinh luôn rồi. Cũng 14 đồng mấy. Gần 15 đồng. Gần 15 đô một tô. Mà nước nó lại nhất nè. Nhìn nó không có hấp dẫn tí nào luôn. Yeah, baby, I'm saving this room for you. Okay, thank you, honey. Cái này bò nặng. Bò mềm ngon lắm. Bò mềm cực kỳ ngon luôn. Nước nó ngọt, nước lèo quá. Nó ngọt từ xương. Đây là mình đem về. Nhiều quá ăn không nổi. Nên là phải đem về. Đem về ngày mai ăn được một bữa một ngày nữa đó mọi người. Đem về tối. Tối nay có bánh mì rồi. Chiều nay có bánh mì rồi. Ông xã kêu kêu thêm cà phê sữa nữa. Honey, is this our breakfast? Yes, and lunch too. Maybe for dinner. Ah, good. Yes, it's really good. And last time, the day after that, we ate still good. Really. Oh, really? Yeah. Yeah, but Tien was here, so it didn't last as long. Yeah. And you know, like this, it's very, the pho hot, it's hot. The pho is hot, and they give us the good cup. Yes. Cup. It's not plastic. Exactly. Yeah, it's really good. It's an insulated cup. Yeah. It's really good. Oh, we got to make sure we put it in the car so it doesn't turn around. Yeah. And look. Yeah. I got a coffee. Look how nice and dark that coffee is. See? Should be as dark as me. Oh, yeah. Tasty. Bánh mì. And this is our dinner. Yep. Bánh mì. Bánh mì sandwich. Bánh mì không biết nhiêu ổ đây, hồi nãy mình không có coi menu nữa. Good job. Rất là ngon luôn. Hai ổ luôn anh chị. Thank you, honey. Thank you. Okay. Thank you, honey. Thank you, honey. Thank you, everybody. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của mình nha. That's your coffee, Vietnamese coffee.
Real Vietnamese coffee. Really good? Yes, even better than Vietnam. Oh, thank you. Really strong, really tasty, sweet, strong, and creamy. Beautiful coffee. Mm-hmm. This is the way iced coffee is supposed to be. Thank you. We can't get this in America anymore. Now only a Vietnamese restaurant, and only good Vietnamese restaurant. Yes, yeah. Oh my God. I would stop here in the morning to get this. So far away. Hi mọi người, thì bây giờ Trinh đang trên đường đi về từ ngay chỗ hồi nãy chợ, từ chỗ nhà hàng anh Việt Thảo là Trinh đi qua Houston đó, nên đi chợ qua Houston. Thì bây giờ Trinh đang trên đường về Austin, nên là cũng đã đói bụng rồi mọi người. Bây giờ hồi nãy giờ là lúc 1 giờ, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi, gần 6 giờ là 4 tiếng rồi. Nên là bây giờ Trinh ăn trang bánh mì. Thôi Trinh sẽ review bánh mì anh Việt Thảo cho mọi người xem. Thì lúc trước ở cái video kia Trinh cũng có review rồi đó. Rất là ngon. Và bây giờ nè, 4 tiếng đồng hồ nha mọi người. 4 tiếng đồng hồ rồi đó, nhưng mà vẫn còn ngon, Trinh bảo đảm luôn. Đây. 4 tiếng đồng hồ đây. Baby, don't feed the sandwich to the phone. Không phải trên đường. Để điện thoại đó. Đây mọi người. Nè, thơm dữ lắm luôn. Thơm phân phất luôn đó mọi người. Oh, hold your phone, baby. We're gonna bounce okay. Around a bit. Oh, yeah. Chỗ này cái chỗ xây dựng cái gì mà họ làm, đang làm đường cái gì dòng vậy đó. Xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Wow. One bite, after you have a bite. Okay. Ngon lắm mọi người, giờ cũng còn ngon à. Mua hai ổ đi, chắc ăn tới ngày mai. It has that secret sauce on it. Mm-hmm. I'm gonna eat that tomorrow for my dinner, babe. Yeah. Mm. It's really good. Thịt nướng ngon cực kỳ mọi người ơi. Thì cua cũng ngon nữa, nhưng mà bánh mì này là đặc biệt là không có bắp tê nha. California. That's California? No, babe. Mm.
Ok, video của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo. Và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh Giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an và thật may mắn.